Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Na 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 na, cho ly cà phê đi. Na 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 na, Thường cho tôi ly cà phê sữa đá. Cho ly. Nè, bác pha một con đi. Trời đất ơi, cà phê sữa đá chứ không phải cà phê chanh. Mà ta chưa từng thấy ai mà uống cà phê mà bỏ chanh vô đâu mà. Thằng này sao lộn hồn lộn vía hả mày? Coi mặt à, mặt sao sầu thảm vậy, người đàn ông sầu thảm. Hả? Trời đất ơi, tôi nói cà phê sữa đá chứ tôi không phải nói cà phê chanh muối. Mặt mày bị gì vậy, vợ giận nữa rồi hả? Ê, vợ giận đúng trời không? Ôi bác ơi. Trời ơi, cái mặt mày như vậy vợ không giận sao được. Mà thôi, con với bác không có cùng cảnh ngộ, khó nói chuyện, khó chia sẻ lắm á, đừng có hỏi. Làm sao? Ý mày nói là tao giống như không có vợ, là tao không hiểu được mày á hả? Chứ còn có vợ con gì đâu mà hiểu. Ủa, trước sau tao cũng phải có vợ chứ. Nhưng mà nếu mà tao có vợ tao cũng giống như mày. Trời ơi, coi kìa, mặt giống như là bị giật hụi vậy. Khổ tâm ghê. Vui lên, hăng hái lên, phấn chấn lên. Chứ mặt như chú ngục vậy trời đó. Tao được. Gì vậy? Anh mộng tường. Trời ơi, anh pha cho em một cái gì đó. Em muốn cho một cái em đi tự tử thôi. Trời đất ơi, này mặt chú ngục, mặt chú ôn nè. Chú ôn chú ngục không à. Tao nghĩ gì vậy, vợ giận nữa rồi hả? Khổ quá bà, bác Tư ơi. Sao tụi bay ăn ở sao mà suốt đời cứ bị vợ giận hoài làm sao vậy? Hả? Thôi được rồi, để lát tao ra đây nè. Tao đổi cái bảng hiệu nghe Thường. Tao đổi là đây là quán thất tình. Vậy đi, cho hợp với tụi bay. Thiệt, mặt này mà mùng một Tết mà súng sụm nha, mà vô nhà tao mà tao không dắt chỗ trà tao được, tụi bay tao quăng tụi bay á. Thôi tao đi đây, ở đây ngồi liên lị mệt quá. Ôi trời đất ơi là trời, đàn ông con trai gì đâu á, hèn hạ, nhục nhã, nhu nhược. Anh thử nghĩ đi, em vừa mới nhắc tới chuyện em bé thôi là vợ em nó chửi em, nó quýnh em quá trời quá đất luôn. Em cũng có được quyền làm cha chứ bộ. Vậy sao khổ bằng anh? Anh có làm gì đâu, suốt ngày cắm cúi làm hết chuyện này tới chuyện khác, toàn làm việc nhà không à. Vậy mà cổ còn chửi anh là không có thời gian chăm sóc cổ. Giờ anh không biết sống sao cho vừa lòng nữa. Đúng rồi đó, phụ nữ bây giờ đúng là một sinh vật phức tạp đó. Sao mình làm đàn ông mình khổ thế này? Làm sao để thoát khỏi cảnh nhục nhã ê chề đây? Không được anh ơi, nếu anh em mình cứ như vậy hoài á thì phụ nữ họ coi thường mình lắm. Mình á phải làm gì đó, phải cho phụ nữ một cái bài học để họ biết đàn ông mình bản lĩnh cỡ nào. Bài học gì? Tụi mình phải làm chuyện lớn. Anh đi ra khỏi nhà của tôi. Đừng làm quá, tôi đi thiệt luôn á, đừng có hối hận nha. Tôi không muốn thấy cái mặt anh trong nhà này đó, anh đi. Tôi đi á nha. Trời ơi, đừng có bày đặt đủ tôi đi, đừng có hối hận á nha. Hối hận hả? Đi luôn nghe chưa, đừng bao giờ quay về đây nghe không. Tôi đi à. Trời, tôi đi, đi thì đi, tôi quấn mắt tôi nghe chưa. Đừng bao giờ quay về đây, nghe chưa, mộng thường. Tôi biết mà, con gái nó có là không, con gái nó không là có. Em giả bộ đuổi anh đi, nhưng trong lòng em muốn anh ở lại đúng không nè. Tôi không có rảnh để mà giả bộ giả vờ với anh ha. Đi. Em giả bộ đuổi anh, chứ anh biết trong lòng em muốn nói là: anh ơi, đừng đi nhé, ở nhà với em nha.
đúng không? Ông tin không? Ông mà còn đứng đó nha, tôi chọi cái ghế này lỗ đầu ráng chịu nha. Thì vậy anh đi à? Đi. Có níu kéo không? Không. Tôi đi nha. Đi. Một bước nè, có níu kéo không? Không. Hai bước nè, có níu kéo không? Không bao giờ. Ba bước nè, có níu kéo không? Đi. Dạ. Ô. Cảm ơn Tấn. Giác ba lô rồi đi rồi ha. Hôm qua nghe rủ ngần thường đi mà phải không? Đi đâu quá? Tính đi tự tử thiệt hả? Trời ơi, con nói bác nghe, con đã suy nghĩ thông suốt rồi. Vậy à? Con không bao giờ muốn tự tử nữa. Con không bao giờ tự tử với một người đàn bà mà không yêu thương con nữa. Bác không hiểu được tâm trạng của con đâu. Bác không hiểu được tâm trạng những người có vợ, có con đâu. Và bây giờ bác không hiểu, và muôn đời này bác cũng không bao giờ hiểu được. Bác không còn cái răng bây giờ, nghe mày trù cho tao suốt đời không có vợ hả mày? Ông biết nói là những người có gia đình mới hiểu nhau á, bác hiểu không? Trời ơi, rồi giờ mày định đi đâu? Con đi làm chuyện lớn. Wow, chuyện lớn hả? Đi đi, ta mét vợ mày á. Con thách bác mét luôn, con hết sợ rồi. Vậy thách bác mét luôn. Trời ơi, bữa nay thách tao nữa hả? Mày thách lần nữa đi. Thách bác luôn. Mày thách lần nữa đi. Thách luôn. Mày thách lần nữa đi. Thách luôn. Tao đi mét thiệt. Không sợ, không sợ, không sợ. Anh khổ quá em ơi. Em cũng khổ quá anh Thường ơi. Giận sao? Em hối hận lắm rồi. Em sẽ không bao giờ quay trở về căn nhà đó đâu. Anh cũng vậy. Anh cảm thấy nhục nhã quá. Nhục nhã quá, ê chề quá. Mình là đàn ông mà đúng không anh? Ừ, anh em mình phải đi thôi. Ủa, hai anh đi đâu ạ? Đi làm chuyện lớn. Vô đây, vô đây. Nhìn hai mặt ai không? Đi làm chuyện lớn. Nè, giờ mới là chuyện lớn của ai không nè. Ông ở chỗ đây ngủ. Mỉm lặng coi. Là lớn lớn, phòng vợ tôi cái bên nó nghe nó biết được còn sao. Trời ơi, yên tâm đi, chỉ đi chơi với bạn chỉ rồi. Trời ơi, chồng mỗi ngày đi bụi mà vợ đi chơi với bạn, hay thiệt chứ. Mở đèn cho sáng sáng coi, cho tối hù đi. Rồi rồi, để mà. Rồi hôm nay hai anh ở tạm nhà em đi nha. Được rồi, vậy là cho hai anh tá túc đây phải không? Dạ. Nói nghe nè, bây giờ cho ở rồi, giúp luôn cho chót đi. Sáng giờ đi á, lang thang không có ai cho ăn gì, đói quá à. Đói quá, đói quá. Yên tâm, có liền. Mì tới rồi, mì tới rồi. Nè 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 nè. Đồ ăn tới rồi. Đi, ăn đi, vô vô vô. Dạ. Lấy nước sôi đi. Sôi gì đâu có đâu, ăn đi. Đâu ăn mì gói phải có nước sôi chứ. Khùng quá. Nè ăn mì khô ăn đi. Nói gì lạ vậy? Mì là phải có nước sôi đổ vô mới ăn chứ. Giờ hết ga lấy gì nấu. Ăn đi, ăn đi, ăn được mà. Mày ăn gì hoài luôn hả? Em ăn vậy không hả? Ô mày sống thời kiếp nào vậy? Sao vậy? Trời ơi, cái thằng này hèn chi nó không có vợ là phải rồi. Mày ăn vậy không hả? Ở ngoài người ta cũng bán mì khô mà anh. Trời ơi, nó ăn giống như cái người ăn lông ở lỗ, người thời nguyên thủy vậy trời. Thôi ăn đi. Không, mình ăn kiểu nó không được đâu. Em có một cách này hay lắm. Sao? Nhà anh, vợ anh bán cà phê đúng không? Ừ. Lúc nào cũng có nước sôi sẵn. Đúng rồi. Cầm ba tô mì qua xin chị miếng sôi đổ vô ăn. Được anh. Đúng rồi, được vậy mà tao không nghĩ ra. Được á. Ý trời, mà đâu có được. Sao vậy? Mày đi khùng hả? Tao đã bỏ nhà đi rồi, tự nhiên mày kêu tao quay trở nhà, làm như tao là con nít vậy. Tao một đi là không trở lại. À, khó hả? Cũng căng. Thôi nãy đi. Nãy cho nó vui. Nãy đi. Được mà ăn được. Gắn gấp ăn vài đuổi. Cái gì vậy? Bà nội mày nữa chứ ăn. Đang mì không có nước rồi còn tắc xì vô nữa. Giờ có rồi đó anh.
Thiên tài à? Em không có am hiểu gì về khoa học. Em có biết là khi mình áp xì ra có cả triệu con virus nó bay ra ngoài không? Em nghĩ sao ba cái gói mì về mày bắt? Bưng dọn tao luôn đi. Mì có ba gói mà hát xì hai lần. Anh xin lỗi, sáng giờ anh đi không ăn uống gì, người anh nó yếu nó bị cảm. Ừ. Tao giết mày luôn á, mày hát xì cái nữa đi. Thôi lỡ đi, ăn đại cho anh ơi. Đại đi, được rồi. Có gì ăn lấy đi, giờ đói quá. Giờ vấn đề quan trọng mày gấp làm sao nè. Ngon quá. Trời, nó gấp đừng có ăn luôn kìa anh. Nó hay thiệt chứ. Hay ghê quá. Tao bẻ đi cho chắc cú. Trời ơi, không biết giờ này em đang làm cái gì. Không biết em có nhớ anh không? Tại sao anh đi từ sáng tới giờ em không chịu nhắn tin cho anh? Không một cuộc gọi điện thoại, 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy. Không nhớ anh đâu, ăn đi. Ê Thiên Tài. Dạ. Tao có một cách này nha. Cách gì? Mày đã giúp anh em tao chỗ ngủ rồi, chỗ ăn rồi. Ừ. Bây giờ giúp một cái này cho chó còn được không? Như vậy? Đi làm gián điệp. Làm gián điệp? Đúng rồi. Vậy luôn. Chuyện lớn rồi. Sao rồi? Vui quá. Bảo đảm vợ anh đang giật giả, khóc lóc đầu tóc, rủ rượi, xỉu lên xỉu xuống đúng không? Trời, cái đó là chuyện nhỏ, chuyện này còn động trời hơn nữa. Ôi, bà tự tử hả? Trời, không phải. Bà với thằng con anh á. Ừ. Hai người hát karaoke còn mà hát bài bình thường thôi. Vậy mới động trời. Cái gì vậy? Cái ống đi. Còn chị Linh mày sao? Có phải là chị Linh mày đang khóc lóc ỉ ôi là gian xin kêu là anh Hoàng ơi về với em, anh Hoàng ơi về với em phải không? Phải sai không? Sai hết. Chứ mình Linh đang làm gì? Bả với bạn bả đi xì ba. Mà em còn nghe bả nói với bạn bả vậy nè. Chưa bao giờ mà chị cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ như ngày hôm nay. Giờ ác độc. Do phù thủy nghiến sao ông chồng bỏ nhà đi bụi không lo kiếm mà lâu đi xì ba làm đẹp còn nói vô này vô nọ nữa. Em thề với anh luôn, em thề với anh luôn là em không bao giờ quay lại cái phòng đó nữa. Trời ơi, bỏ nhà đi từ sáng tới giờ người lết tha lết thớt, không có gì ăn, không có chỗ ăn, không có chỗ ở, ăn cái mì sống vậy mà nỡ lòng nào không thèm một cuộc điện thoại hỏi thăm ở nhà còn hát hò nữa. Thề em không bao giờ anh trở lại cái căn nhà bạc bẽo đó nữa. Đúng, hai anh em mình cùng một ý tưởng, hai anh em mình sẽ làm chuyện lớn. Hai ông nhỏ im hồ bị đặt làm chuyện lớn, phá sản rồi. Ôi mệt quá trời quá đất, thiệt tình có lúc nhà như bầy ong vậy, có lúc không có một mạng nào hết trơn trọi, không có vợ con gì hết, tới lúc bệnh hoạn không ai chăm sóc, rồi chết khô chết già chắc cũng không ai phát hiện, tới lúc phát hiện ra chắc là còn bộ xương. Ôi trời mệt, ôi trời mệt quá trời ơi là trời, ôi khổ quá đi, thấy cô đơn quá. Ủa? Sao? Ủa sao? Ông tướng, tướng, tướng. Trời chết cha. Sao vậy nè? Sao mà ho dữ vậy nè? Ho như đắc kỷ ho gà. Ôi, bởi vậy ta nói á, nó bất đắc kỳ tử lắm. Ngộ lắm nha. Nhà mà đông người mình không có sao. Hãy mà thoát có một cái mình sống độc thân mình á, đơn kiếm một cái là có chuyện rồi. Mắc dịch mắc gió, mình chết giữa chừng không ai biết luôn. Đúng không? Ừ, thôi về nha. Ê, ôi trời đất ơi. Thôi ơi, quan tâm gì ngộ vậy. Trời ơi. Ôi sao có tâm quá vậy. Tự nhiên cái hỏi thăm vậy xong cái bỏ đi về. Hết chuyện rồi. Ôi, cạo gió giùm tôi đi. Ôi, bậy 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 bậy. Cạo gió. Ôi, bậy bậy. Không được đâu, không được đâu. Là vậy, ông xã tôi á bệnh chứ không bao giờ tôi cạo gió trơn. Bữa đó ông ho quá đi, ông bị trúng gió, tôi cạo một cái ông đi luôn á. Vậy thôi khỏi cạo ha,
Vâng, vậy cảm ơn. Nó nghe nè, nó ở đó tội quá, nó nghe là rồi cái có ăn uống gì chưa? Chưa. Giờ thèm ăn cháo, ăn cháo trắng, hột vịt muối á. Thèm miếng dưa mắm. Dưa chút xíu cá cơm với thịt ba rọi kho tiêu á. Thèm chút nước dừa. Nước dừa làm gì? Bánh nô nước dừa làm gì? Quên cháo trắng, tuần cháo đỏ, cháo đậu đỏ. Nó thèm dữ lắm hả? Nó thèm miếng hồng vịt bắp ấp thảo. Ấp thảo nữa hả? Đó. Vậy thôi giờ về mà mình thèm gì quá thôi mình lết thay ra chợ mình ăn đi. Chứ sao lại phải ngồi đây? Lết nổi lết rồi. Trời ơi, người ta nói người ta thèm thì phải hiểu ý người ta rồi. Hiểu ý chưa? Thôi được rồi, đây đây. Để tôi về cái tôi nấu cho miếng cháo ăn ha. Rồi sẵn đó cái tôi nấu thuốc cho uống luôn nha. Cảm ơn. Ở đây nha. Ôi trời. Em lại. Không em là nó cũng tới luôn. Đừng. Cái này mà mình ho nhiều quá là cái kiểu này một hồi là nó phun máu luôn đó. Đầu Hoàng ơi, qua đây nè Hoàng ơi. Hoàng ơi, Hoàng đi chơi rồi. Ủa vậy? Anh, trời ơi, khỏe không anh? Trời ơi. Ai? Má Hoàng nè. Ủa trời ơi, chị má Hoàng hả? Dạ. Gặp có một lần tới giờ dạ. Không nhớ nổi. Dạ. Thôi chị đẹp quá vậy. Cảm ơn anh, trời ơi. Ở dưới quê tôi ai cũng nói tôi đẹp hết trời. Anh khỏe không? Sao thấy bể rạ cái gì nè? Bịn quá, bịn. Bị bệnh ho. Dạ dạ. Trời ơi, rồi mấy đứa nhỏ không có ai lo cho anh sao? Súm sụm nhau, nó đi bơi ở ngoài Vũng Tàu hết rồi. Trời ơi, tội nghiệp không? Nè nè, vô, tôi dỡ áo tôi cạo gió cho. Cạo gió. Trời, đó giờ có cạo cho ai chưa? Cạo chồng tôi nhiều lần rồi, lần chó cạo không đi luôn à. Vậy thôi cảm ơn á, khỏi. Trời ơi, sao mấy má này cạo chồng chết hết vậy trời ơi. Anh ơi anh, nếu mà anh sợ cạo gió thôi tôi dắt hơi cũng được. Thôi đừng đụng vô tâm thần tôi. Dạ. Thôi được, cảm ơn bà chị nhiều nghe. Dạ. Ê, cái gì vậy? Cái lưng tôi nó đau quá anh ơi. Ủa sao vậy? Dạ cái lưng nó ngồi xe đau, đau quá nó đau. Ơi có sao không? Nó cũng đau đó. Ôi trời ơi. Ây da, ây da, chỗ này hả? Dạ, dạ. Chỗ này đau không? Trời ơi. Tự nhiên má lục lọi trong nhà bếp vậy? Lục gì đâu. Hôm bữa mà con bị ho thì cái thuốc ho mà má hỏi thuốc nam á hả? Còn không còn? Còn gói. À vậy hả? À má cần cái gì? Ủa cái gì má ho hả? Sao không lên phòng nghỉ đi để con sắc cho. Trời, không có. Là má cần nhưng mà không phải cần cho má. Tức là má không có ho. Má... Vậy ai ho? Đứa. Hả ông Tứ, nói đại ông Tứ. Nó không nghe được ông Tứ. Ông ho. Ủa, ông Tứ ho hả? Sao dạo này má quan tâm ông Tứ dữ vậy ta? Trong đôi mắt của má Nó khác lắm. Nó chất chứa tình cảm ở trong đó. Mày nha. Không, cái này là con khẳng định là má thích ông Tứ. Nó mày. Nè, đó tập này dịch thiên kinh nè. Đó vậy đó. Đó. Dạ lớn tuổi. Ông cái lưng đau quá. Đau quá. Thôi ngồi nghỉ chút xíu đi. Ngồi chút đi ha. Ngồi nghỉ chút xíu đi. Trời ơi. Trời ơi. Anh sao không? Không sao. Không sao. Ta. Ủa, chửi ai chó vậy? Dưới đây con chó đang dụng chạy ngang qua đây. Ngồi đi. Anh có sao không? Anh bị gì không? Dạ không, không sao mà. Anh có sao không? Không có sao hết trơn. Hả? Thấy đỡ chưa? Anh không có sao. Không biết đâu. Ai vậy? Hả? Ở đây là tôi tên Hiếu, má của ông Hoàng. Má ông Hoàng, Hoàng mướn nhà trong này. Ủa anh Tứ còn ai vậy? Đây là bà Tư, nhà hàng xóm đây nè, nhà bà xóm đây nè đó. Nghe không? Sao rồi anh thấy người anh sao rồi? Nó đỡ thôi. Uống thuốc nghe, đi mua thuốc tây anh uống nghe. Bậy. Già rồi
sao uống thuốc tây được, nó nóng nó bất khó chịu lắm, nổi mụn nhọt đầy luôn á. Uống thuốc nam. Trời ơi, uống thuốc nam. Uống thuốc nam nấu chừng nào mới uống được? Thuốc tây tôi đi mua liền giờ. Sao biết nó chừng nào mới nấu rồi chứ, nói gì sao? Nấu rồi hả? Nấu thuốc rồi hả? Không còn biết rồi hay chưa? Hãy mà mình cần uống là mình có à. Thôi, chị em bạn gái với nhau không à, trước lạ sao quen, hiểu không? Đừng có sân si với nhau chi cho nó mệt ốc nha. Thôi hai người ngồi đây đi, tôi vô lấy nước cho hai người uống. Anh Tứ đang bệnh. Muốn làm gì để em làm cho. Chị biết không, tôi lên đây là tôi thăm con tôi. Thì đúng rồi à, nó đi chơi rồi. Nó đi rồi. Anh Tứ anh bệnh nữa. Thấy thương quá cho nên bây giờ anh ơi, bệnh quá. Anh ơi, không có ai chăm sóc anh. Anh vô nhà nằm nghỉ đi. Anh chỉ nằm thôi. Nằm một chỗ đi. Cơm bưng giờ nước là có em lo cho anh ha. Em sẽ mua thuốc cho anh uống nè. Em nấu cơm cho nó cháo cho anh ăn. Chị hiểu. Vậy đi. Ngồi chơi nghe. Đi ngồi chơi nghe. Bye bye. Ngồi chơi. Anh ơi. Mệt đó em. Ui da trời, cái lưng đau quá. Đây đau lắm hả? Công nhận cái mùi thuốc nam nó thơm dễ ta. Đêm. Ủa má, thuốc con nấu xong rồi nè, má đem qua cho bác Tứ đi. Đổ bỏ. Có cái gì đổ bỏ? Nhanh đi. Công sức con nấu 3 tiếng đồng hồ đó. Bộ ông Tứ ông chọc giận má hả? Cái gì? Để đi. Ngồi đi đem qua. Vậy con để đây nha. Con lên trước con coi đá banh nè. Người như cái hồng lộn vậy. Nó quá lắm, tâm sốc quạt 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 quạt. Sao, đỡ chưa? Đỡ. Ra đây. Trời ơi, cảm ơn nha. Tiểu ngồi trong nhà không chịu ngồi. Vô trong trỏng nằm cho nó khỏe. Nè. Anh á, uống thuốc tây á, nóng lắm, anh phải uống nước nhiều luôn nha, đỡ nha. Cảm ơn nhiều quá. Anh Tứ ơi, sao anh cứ cảm ơn em hoài, anh khách sáo à. Anh Tứ. Cảm ơn. Thuốc nè. Cái này là... Ủa chị? Tư sắc cho tôi đó hả? Chị con nào? Ủa chị Tư ơi, anh mới uống thuốc tây, cái thuốc này muốn uống phải chờ mấy tiếng hồ sau mới uống được. Uống thuốc tây rồi hả? Uống xong nè. Thôi kệ nó, uống thuốc tây thì thôi để chờ đi. Còn nếu không trộn được, không muốn uống thì nó đổ đi. Sao vậy? Liệu, tại liệu. Tôi nói gì là đổ thiệt hả? Không phải liệu. Thì để cho nó nguội xong rồi đợi mấy tiếng đồng hồ sau rồi uống. Chứ không, cái thật ra cái này là không muốn mới đổ nè. Liệu. Đổ nữa rồi kìa. Thôi không phải, đừng có nói, đừng có nạt sợ. Tại đang bệnh. Tập Tứ nha. Tôi biết rồi nha. Tôi hiểu rồi nha. Ông cố tình ông đổ thuốc gì nè. Để chi? Để ông làm vừa lòng với lại tình nhân của ông. Ủa tình nhân nào? Tại vì ông uống thuốc tây của tình nhân của ông rồi. Cho nên bây giờ nếu ông muốn uống thuốc nam nữa thì không có được. Sợ nó tình nhân nó buồn đúng không? Hiểu rồi. Trời ơi. Cười cái gì? Này gọi là vui vẻ lắm hả? Cười ghen. Cái gì mà ghen? Ai ghen làm nhầm? Tôi không ghen. Không bao giờ ghen. Tôi già rồi, tại sao tôi phải ghen? Tại sao tôi ông tôi không ưa ông này? Tôi thương ông này là tại vì là hàng xóm thôi. Vì sao tôi phải ghen? Tôi không ghen. Không bao giờ tôi ghen. Bà tưởng tôi với ông là tình nhân. Không có đâu, nghĩ vậy bà. Nói giùm tôi đi. Bà mới nói kìa. Bà thương ông. Bà đừng có nói gì. Không phải vậy. Nói gì? Bà Hiếu nè. Rồi, tôi cảm ơn tôi thôi. Tại vì một thời gian qua chăm sóc lo lắng cho ông Minh Hoàng, đối đãi nó như con gì đó. Cho nên tôi thương ảnh là tôi lo cái tình nghĩa thôi, chứ không có phải tình nam nữ. Chứ cỡ này á, không phải là gu của tôi. Bà ghê. Ủa hả? Em mới nói gì? Em nói anh không phải là gu của em. Ủa vậy chứ lo lắng là tình nghĩa với nhau. Anh lo cho con em vậy, em lo lại cho anh vậy thôi. Ủa vậy thôi hả? Vậy thôi chứ anh nghĩ sao? Trời ơi. Ủa vậy là rồi sao? Đây mới là lo cho đây nè. Hình như tôi thấy là hình như hai người là trời xanh một đôi hay sao đó. Bên là người Tứ, bên Tư không? Tứ đều là số 4. Sáp lại đi. Hiểu. Sáp lại đi.
vậy á? Nó bậy à? Nó như kia lắm á. Nó bậy, nó trắng trợn á. Tầm bậy. Tôi với bà không có gì hết á, đúng không? Trời, chứ anh nghĩ có gì à? Bà muốn có hả? Ghen nữa kìa. Đừng có nói ghen. Ghen. Nói gì tới về rồi. Tầm bậy. Bà sao hả? Trời, thì bà ghen chứ sao, còn đứng đây chi nữa. Chạy theo bà đi, lẹ lên. Vậy là bà lụy tình tôi hả? Bà thương anh đó. Trời ơi, bà Tư, bà lụy tình tôi hả? Bà Tư ơi. Bà Tư. Trời ơi, đúng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Trời ơi, yêu nhau thì đến với nhau đi, có gì đâu mắc cỡ. Đúng là tình già thật là đẹp mà. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sớm tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời, sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên này nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con. Nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Sao?